Một máy chạy. Năm 2023 là một năm đầy thử thách với thị trường nói chung và ngành hàng FMCG nói riêng. Thật sự là một năm đầy thách thức, đầy thử thách, đầy biến động, thực sự bùng nổ. Đối với ngành hàng Imagine và Graphic Art, vào cuối năm chúng tôi đã có được cơ hội tốt để vượt lên. Catch new opportunity to grow. Năm 2023 là một năm đầy thử thách với thị trường nói chung và ngành hàng FMCG nói riêng. Giống như trên đường chạy cần một bước chậm lại để lấy đà, để chuẩn bị cho sự tăng tốc và thay đổi. Chúng ta cùng hy vọng vào một năm 2024 với nhiều khởi sắc và thành công hơn. Team Marketing Cosmetics đã cùng nhau vượt qua rất là nhiều thử thách, trải nghiệm rất là nhiều khó khăn. Trong gian khó, nhiều thách thức đang chờ đón, nhưng cũng rất là nhiều cơ hội đang mở ra cho chúng tôi. Chúng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Phát định! Những đứa con tinh thần của IMV ấp ủ trong hơn một năm qua gồm Veritaste, Organic và Le Nord đã được ra mắt thị trường và bước đầu nhận được nhiều sự đón nhận của khách hàng. Bởi vậy mà trong năm 2024, team New Project cũng hy vọng là các dự án cũng góp phần giúp cho IMV ngày một thành công hơn, phát triển hơn và đột phá hơn trong năm tới. Hi, so 2023 is coming to an end. 2023 was a very challenging year. However, we do achieve our objective and also our strategies that we have been planning in these years. Regardless, the result was not as what we expected in beginning. However, it is part of growing process and let's hope 2024 would be much more positive. With this, I would like to express my appreciation for everyone that have been contributing to the success of 2023. Let's move toward 2024 with high spirit and motivation. Thank you. IMV, let's grow together. 2024, Let's go IMV. Together, we are stronger.